Còn ở Gaza, cùng ngày, người phát ngôn quân đội Israel chỉ đạo cư dân ở một số khu vực trung tâm Gaza, bao gồm quận Maghazi, gần Zaweida, di dời đến khu vực nhân đạo được chỉ định. Sau lệnh di tản nói trên, người Palestine đã kéo nhau rời khỏi trại tị nạn Maghazi. Đợt di tản mới nhất này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng trong khu vực khi xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. Lệnh di tản được đưa ra sau một chỉ thị tương tự được ban hành trước đó một ngày cho hai khu vực của thành phố Khan Yunis ở phía nam, vốn trước đây được chỉ định là khu vực nhân đạo. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn tại Gaza, gây thêm nhiều thương vong cho người Palestine. Trong 48 giờ qua, các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza đã khiến 69 người tử vong. Theo tờ Times of Israel, hai thành viên cấp cao của Hamas thiệt mạng khi Israel dùng máy bay không người lái tấn công vào chiếc xe của những người này. Vụ việc xảy ra ở thành phố Jenin thuộc vùng bờ Tây bị chiếm đóng vào ngày 17 tháng 8. Trong đó, một người là chỉ huy ở cánh Jenin của Hamas, trong khi người kia là một đặc vụ cấp cao của nhóm. Tính đến ngày 17 tháng 8, tổng số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza từ tháng 10 năm ngoái đến nay đã vượt quá 40.000 người và tổng cộng hơn 92.500 người bị thương.